Anh kỳ quá à. Wow. Anh đi. Đừng dạo quá ta, ngồi xuống đây. Nè anh. anh nè, bú đi. Ủa ai tên gì ta? Cố nhân đây nè, giờ mà đành quên sao cưng. Muốn trách móc gì đó thì ngồi xuống đây đi. Nè, nói trước rồi nha, em này không có chơi tập thể à nha. Ok, hiểu. Anh bú đi. Nè. Sao vậy? Sao lâu quá mới ghé người ta vậy? Vì có tụi nhỏ lo được còn gì nữa. Anh Ti á hả? Nó mà sao bằng anh báo của em được chứ. Nói bậy nha. Ti á phải hơn anh báo chứ. Chơi xả láng 5 giờ sáng không có trùng tay. Làm sao mà chơi được hả? Nè, nó đang nghiện đó nha. Cái thứ hút chích như nó, chuyện gì mà không dám làm chứ. Anh mà xài nó ngày te tu luôn á. Trời ơi, cảm động ghê ta. Sao tự nhiên lo cho anh báo vậy? Tạ ơn gì đây? Mệt quá, giỡn không à. Nè, em nói cho anh biết nha, ngày nào nó cũng tụ tập ở đây, bao thân hút chích. Hỏi chứ tiền đâu mà nó bao thân hút phà vậy. Wow, sao hôm nay diễm tình vậy ta? Lo cho anh báo thiệt hả? Một ngày chung chăn gối cũng phải nặng nghĩa tình chứ. Vậy sao? Xin lỗi nghe. Tưởng ăn bánh trả tiền là xong rồi chứ. Nói vậy cũng nghe được, tránh ra đi. Thôi mà cứ. Anh cứu em đi anh. Là sao? Nô hiểu. Thì giống như Từ Hải cứu Thiếu Kiều ra khỏi lầu xanh vậy đó. Mệt quá. Vô duyên ghê luôn. Ta chú nó sao mà cười rồi. Làm như mắt bố vậy á. Tự em làm đó, chứ có ai ép đâu. Thời xưa khác, thời nay khác. Thì á, từ nào tới giờ em á phải dùng cái vốn tự có để bán thân nuôi miệng chứ bộ. Với lại á, nuôi thân nữa chi. Tại sao phải nuôi nó? Thì vậy mà đỉ phải nuôi điếm thôi chứ sao. Anh cứu em thoát khỏi ân thân đi anh. Anh có tài cán gì đâu. Anh có tiền. Lẽ anh kêu nó ra hỏi. Ê thân, mày nhường em Diễm lại cho tao. Giá bao nhiêu? Hỏi sượng sùng như vậy sao? Cưng, hả? Thì đại khái là vậy đó. Em chán sống ở đây lắm rồi. Em muốn tìm một chỗ nào đó để lấy chồng. Hay là anh kiếm những gì cho em làm đi. Ví dụ như là giặt giũ nè, lau dọn nhà cửa nè, trông coi cửa hàng. Hay là em vô buôn thu tiền cho anh nha. Anh báo mà thiếu gì chuyện để làm đúng không à? Bất tử quá. Để từ từ anh suy nghĩ lại coi. Mấy bữa nay thằng Ti có vô đây chơi không? Xài tiền của mạnh không? Nó chơi lướt anh luôn á. Xài toàn tờ 200 mới cừ. Ai như anh báo chẳng bo cho em đồng bạc nào. Phải là tình cho không biết không thì mới có chuyện Từ Hải cứu nàng Kiều chứ cưng. Giận. Mâm 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 mâm. Nè mâm 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 mâm. Không. Chút xíu vô làm cho anh vui nha. Anh này có gì không ạ? À? Đi em. Giận luôn rồi. Là dễ thương à. Vậy á phải đáng yêu không? Đáng yêu cơ. Đẹp. Nè hai đứa để tay như vậy nè. Đúng rồi, đẹp lắm. Đẹp. Rồi good. Nè hai đứa đứng lên. Xích vô. Ít thôi. Rồi. Con co lên nhiều quá ăn không hết. Cha con dạo này lên đời ha. Ông chủ trẻ ngó coi bọn trợn gì mà tốt. Tốt là sao? Sao không tốt? Thời buổi này ra phố kiếm việc đâu có dễ. Cậu con trai của ông còn lóng ngóng quá trời, mà cũng có chỗ ăn, chỗ làm. Ông nhớ lại coi, có một dạo mình đi xin việc mãi miết mà có chỗ nào nhận đâu. Thằng cha ba cục á, cạnh anh với ông dữ lắm. Giờ người ta đi lụm bịch đông hơn, khó kiếm ăn lắm. Ông có ghé thăm ổng không? Cha con tôi vô đó, đi làm trừ nợ đó. Bà biết gì đâu mà nói. Như vậy cũng tốt phước cho cha con ông rồi đó.
Hồi mới ra đây cả núi dòm thấy ghê, đi cái vai rút lên tông teo, giờ đỏ da đỏ thịt rồi còn dám bỏ tiền thuê Honda ôm đi uống cà phê quán nữa. Tôi đi bán gặp hoài à. Cái thằng hư mới ra phố mà đã xa xỉ. Vợ con nó ở trong buông, con khô nhiều lắm. Đi cà phê cà pháo cho thơm đời, chơi một chút chẳng hư hao gì. Nè, ông biết không, thằng cờ núi bây giờ còn ngon hơn ông ba cục. Không biết là về quê luôn hay sao rồi mà hổng rài không thấy. Ờ, nè, nếu mà gặp ông ba cục đó, hỏi xem nó có muốn đi làm ở trang trại, tôi xin việc làm cho. Trang trại ở đâu? Của ai? Trang trại xa lắm ở phía bắc đó. Ủa, giờ ông đi làm cho ai? Cho ông chủ con hay ông chủ cha? Tháng sau tôi vô trang trại rồi. Bây giờ không được ăn bún riêu của ba nữa. Mạnh khỏe cho bà Kim. Ôi, bán buôn dạo này ế lắm. Hay là ông xin cho tôi vào đó làm cho vui, làm gì cũng được. Ví dụ như nấu cơm cho công nhân ăn vậy đó. Ha? Ờ, được đó. Nhưng mà phải cho tôi về hỏi ông Quy cái đã. Nhớ hỏi nghe. Từ khi ông nghỉ việc chỗ thằng Bo, tôi hết chỗ ngồi bán cố định, cứ gánh chạy vòng vòng hoài. Tôi biết chứ, nhưng bà xa chờ. Vô trong trại có sống quen không? Hỏi nghe ngộ vậy ông già. Ông không hiểu hết cái bụng của tôi à? Cái bụng nó giống tôi rồi đó. Thôi, tôi đi về trang trại đây nha. Ừ. Bán con tô bún đi. Ừ. Anh coi nè, mít trái nhiều chưa? Thích ha. Dễ thương thiệt á. Tôi định cho dọn gốc rẫy bên kia, nhưng mấy gốc cà phê quý tôi sẽ giữ lại, không đốn bỏ hoặc trồng mới đâu. Cho phân phướng vào nó sẽ đâm qua kết quả thôi chứ gì. Sẽ là bao giờ? Dồn hết tiền mua đất, bây giờ thiếu vốn chứ gì. Sao cười? Tôi tình thiệt hỏi thiệt mà. Thì tôi cũng mạn phép hỏi thiệt chị á, là nếu tôi làm ăn thiếu vốn, chị có dám cho tôi vay không? Không. Chào ông cười sao? Chào ba. Chào ông chú. Ông cố gắng giúp tôi nghe. Dạ. Dạ. Tôi chỉ hùn vốn làm cổ đông của anh thôi, có gì phiền không? Đúng là ngoài sức tưởng tượng của tôi. Chị làm tôi phấn khởi quá. Tưởng mình á, bỏ phố lên rừng là kẻ dở hơi, ai dè còn gặp được tri âm tri kỷ. Tôi cũng mê vườn cây ao cá lắm, gốc nhà nông mà. Nay thấy anh ham làm trang trại, đúng ý tôi liền đó. Ngày trước tôi mua miếng đất này vì mê con suối nhỏ lúc nãy mình đi ngang đó. Nhưng lực bất tòng tâm, tôi bỏ hoang luôn tới bây giờ đó. Trước tiên á, tôi sẽ nhờ ông Cờ Sao đứng ra kêu công làm một gian nhà lớn, gian nhà trung tâm của vùng đất này. Nó sẽ lai theo kiểu nhà ba gian trên khuôn mẫu nhà rông độc đáo của vùng đất này. Tôi thích vậy đó, chứ ở nhà tường bích bùng chán rồi. Nhưng mà làm nhà kho thì phải kín đáo chứ. Có chứ. Nhà kho này, sân phơi này, chuồng trại nè, ao cá nè, ruộng lúa nè, một mô hình trang trại khép kín, tự cung tự cấp. Nói nghe ham vốn lớn đó. Cả đời tôi có từng này tâm huyết mà, phải làm cho được chứ. Đầu xanh là chưa đủ lực, bây giờ tóc bạc rồi, phải dét sức mà làm chứ. Làm được việc này mới giải thật báo được. Công việc của nó bây giờ hái bộn tiền, nhưng lòng dạ tôi áy náy lắm. Tôi muốn nó sống đàng hoàng hơn. Cậu Báo có biết anh mua đất để làm trang trại không? Nó đang nài nỉ tôi xin thêm ít vốn để mua bán khoách trương. Nhưng tôi không có chịu, tôi cứ lặng lẽ làm theo ý mình. Bàn với nó để làm cái gì cho thêm sọc dưa. Hai cha con không chung ý tưởng, khổ lắm chị ơi. Ngó anh ngó tôi,
ai cũng tưởng mình là nhung lụa phây phây. Tôi cũng cả đời nuôi cháu, mà cho dù mình có móc hết ruột gan ra để lo cho nó thì nó cũng chỉ kêu tôi bằng dì, chứ có đời nào nó kêu tôi bằng mẹ đâu. Người đã quên đi bao lời yêu hôm nào, người đã cho ta rồi ta còn nhớ không ơi. Đau đớn lòng nhìn em lần cuối, em đâu rồi đành xa người ơi. Nghe thương sầu xót xa lòng tôi. Áo! Anh number one đẹp trai dễ thương, và còn tìm em rất chung tình. Gặp nhau đêm nay đừng ngày chi em ơi, tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng ngày chi em ơi. Em ơi đừng... Dạ. Mày yêu đời yêu người quá. Dạ, ha. Đại ca. Ủa, đại ca cầm cái gì vậy? Tiền công của mày đó. Là sao em không hiểu? Ơi, đại ca ơi, sao có sự gì đại ca? Mày ở không đi ra đi vào, chứ có làm gì đâu mà đòi tiền nhiều. Tao còn chưa trừ tiền cơm của mày nữa. Sao đại ca không giao việc cho em? Tao hết tin mày rồi. Nói thiệt nghe, mày cầm lương tháng này rồi biến đi. Hôm nay tao chính thức cho mày nghỉ việc. Ủa, sao bất công kỳ cục gì đại ca? Em có tội danh gì đâu. Đừng có hỏi mày. Tao cho mày với thằng thân đi cùng một xuồng cho nó vui, vậy thôi. Sao mà cần tình ngang xương gì đại ca? Bao nhiêu lâu nay em với thằng Te trung thành phục vụ cho đại ca, đại ca xử vậy là ép em lắm đó. Mày im, cái miệng đi. Thằng Te em mày, nhưng nó không giống mày. Tao xài nó chứ không xài mày. Tụi bay sinh đôi, mà hai cái đầu, hai cái bụng và hai khuôn mặt khác nhau. Ai cặn tình với ai, mày tự hỏi lương tâm của mày đi. Từ ngày có cha con cha cờ sao ó đâm tới đây á, đại ca luôn luôn vì con hờ mày. Đại ca xử thương vậy quá đi, em không nể. Hàng ngày ai á rút cà phê ra, phơi cà phê xong rồi đổ chú bao, ai làm nhiều hơn ai hả đại ca? Ông làm nhiều hơn mày. Tận tâm thành thật hơn mày. Mày dám lớn họng so sánh với tao hả? Cái hình của mày á, ông xô nhẹ một cái là té ngửa. Lưng dài nhớt thay. Tao không muốn nói nhiều nữa, chia tay trong em đẹp đi. Em đẹp với con khỉ. Đại ca xử vậy là đại ca xử ép em. Mày nói gì hả? Tao cho qua nhiều vụ rồi nha, mày đừng có ép tao. Cà phê mất trộm mấy tấn, tiền bạc để đâu mày biến đó? Dọn đồ ra khỏi nhà tao mau. Đi đi. Ê đại ca, tội nghiệp em đại ca. Đại ca cặn tình thiệt hả đại ca? Mày tự hỏi lương tâm mày đi, đừng có hỏi tao. Tiễn khách. Đi mày. Đại ca kêu tao tiễn mày đi. Ai đi? Mày đi. Bất dạy. Mày biết tao là gì đây không? Tao là quản lý trong căn nhà này. Sao đại ca mày biết chưa mày? Ê, mẹ mày, mất dạy. Ồ, cái cừu gà này đẹp quá. Wow. Ồ, tóc đỏ đỏ giống như mông gà. Anh này nhớ gặp ở đâu rồi? Anh sư gà. Anh sư gà, anh khỏe anh sư gà. Công nhận nha anh. Ủa, anh đẹp trai ghê nha. Để em gửi đóng áo cho anh nha. Bước ra cổng mày. Đi. Quýnh đau quá à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ly, điện thoại kìa con. Sao không nghe coi thằng Cung nó nói cái gì? Còn gì để nói, ám ảnh hoài. Con người chứ không phải là thánh thần đâu, ai cũng có thể sai lầm hết. Con phải tìm hiểu cho rõ, để rồi mất bạn đó. Vì không biết ớt giáp gì đâu, con ghê tởm thằng Cung này lắm rồi. Tùy con thôi, vì biết gì đâu mà nói. Nhưng mà Ly nè, con gái có lứa có thì, mở lòng ra mà sống đi con. Coi gì nè, tóc thì sắp bạc hết rồi mà bập bềnh không bến đổ. Trời ơi, hôm nay con người ta văn chương quá à. Nghe sướng lỗ tai chưa? Không có giỡn đâu mà cười. Con gái nhậu nhẹt ít thôi, đừng cay cú với cuộc đời quá. Có cái gì hoàn mỹ đâu mà mong. Của người ta thì kệ người ta, đừng có chen vô mà rước khổ nghe chưa. Dì nói cái gì? Ai giành của ai? Thằng Y Thanh với con Hờ May là một đôi. Mình không dung vô thì thôi, chứ đừng có đùa giỡn với nó mà tội nghiệp nó nghe Ly. Dì cũng rành con sáo câu quá ha. Ai hiểu con hơn dì. Thấy con lên đây tha sầu bạch xác, dì xót ruột lắm. Coi con thằng Cung nó nói cái gì, cho nó một cơ hội nữa đi con. Dì dẹp tên Cung qua một bên giùm con đi dì ơi. Vậy thì bây giờ mình nói chuyện Y Thanh với Hờ May nha. Dì biết chuyện gì, dì nói con nghe thử coi. Dì bán được miếng đất hoang trong góc rừng rồi. Công của Y Thanh á, tìm mối bán, dì có cho nó phần trăm. Nó mừng lắm, nói đưa cho Hờ May gửi tiết kiệm để dành làm đám cưới. Tội nghiệp ông ngoại Hờ May lắm, ông mừng đến phát khóc á. Họ nghèo quá mà, nhưng mà họ biết sống lắm. Coi mà về Sài Gòn, còn công việc, còn bạn bè dưới đó. Nếu muốn ở trên này á, thì liệu coi có việc gì làm thích hợp ở trên đây. Phải làm việc, phải giao tiếp á, thì mới vui vẻ, mới thoải mái hơn được. Chán con rồi phải không? Vậy con muốn tống khứ con đi chứ gì. Vài bữa nữa con về Sài Gòn luôn. Con nhỏ này, nói gì kỳ vậy? Kìa, điện thoại kìa, nghe đi. Quỷ, chạy xe kiểu gì vậy mày? Ê, cái anh già bù hóc đó làm được gì không mày? Sao không, của đại ca tuyển vô mà. Còn mày, ở không quá ha. Bên nhà ông cờ sao làm hết việc rồi phải không? Đi chơi hoài à. Nè. Gì? Ông báo đổi việc tao rồi. Gì? Thiệt hả? Tao nói mày rồi, đừng có đi chơi với thằng Thân. Đại ca là người làm ăn lớn, tự nhiên rước về cái thằng xì ke đó làm gì? Ngu ghê vậy đó. Ai anh em với mày mày? Mày về đây tao hả? Không anh em chứ gì. Về quê cắm câu đi nha con. Không làm cho anh cha báo tao chết đói hả? Tao đi làm chỗ khác. Trời ơi, hù tao con. Sợ quá đi. Mày đừng nhập điên tao nha. Tao đốt cái chỗ này trụi lũi á, ai thiệt hay biết mày. Mày á, đúng là đồ phản phúc. Mày đốt đi, cho đại ca xử đẹp mày. Hồi xưa má chết, ai cho tiền tụi mình mua hòm, mua lỗ quyệt, chung cất bả đàng hoàng. Mày ăn ở không có đức, mốt á mày ngốc đâu không nổi đâu. Mày đi về đi, không có anh em gì hết, nói chuyện hết hạp rồi, đi đi. Mày nhớ nha, mày em tao mà mày đuổi tao nhanh ta. Thằng cha báo cho mày ở chung với mấy người thượng á, mày bây giờ mày lú lẫn hả? Tao anh mày, mày đối xử tao vậy hả ta? Mất dạy nè, mất dạy nè. Mày nhớ nha mày. Mày coi chừng tao đó. Có sao không?
Không sao. Thằng đó là anh ruột của mày ha? Anh em gì mà kỳ cục vậy? Nhìn là biết người sâu rồi. Không sao đâu. Ôi, mệt quá đi à. Mỏi tay mỏi chân muốn chết luôn vậy á. Đi bộ từ ngoài chợ về tới đây luôn à. Cô có vô lộn nhà không vậy? Ủa, bộ anh quên em. Ý lộn, quên con rồi sao? Mình đụng mặt nhau một lần rồi đó nhớ không? Trong cái vụ mà, vụ án mà chặt chân quên trả tiền taxi á. Nhớ không? Ờ, mà sao hôm nay lại có cái vụ này? Ờ, cô làm ơn ngồi xuống ghế giùm tôi đi. Ý không sao đâu. Cái ghế là để cho cái vợ nó ngồi. Còn gì mà Diễm chịu khó ngồi trên bàn. Không sao hết á. Còn thắc mắc cái vụ này phải không? Để kể nghe. Mấy bữa nay gặp anh báo á, ảnh cứ than hoài à. Ảnh nói nhà toàn đàn ông con trai, không có bữa cơm nào ra hồn hết á. Thấy vậy á, Diễm mới mạo mùi xin làm giúp việc nhà. Ảnh chưa có ok, nhưng mà kệ. Hôm nay á, vô chỗ tài thử luôn. Nhớ ủng hộ Diễm nha chú cưng. Chuyện rối à nghe. Cô gọi điện thoại cho nó đi. Tôi không biết gì đâu nghe. Ông cờ sao? Cờ sao? À quên, ông vô buôn vô rẫy cà phê rồi. Mệt quá à. Diễm hiền khô à. Có gì đâu mà khát hồn hoài à. Thôi được rồi, để Diễm vô trong bếp á, Diễm pha ly soda trên đường cho ba anh báo uống cho mát nha. Nhà có soda không? À nè, cô bình tĩnh đi. Chuyện đâu còn có đó. Chờ thằng báo nó về đi. Mệt ghê luôn vậy đó. Bộ trong bếp có dấu vàng hay sao mà sợ tao vô tao lấy hết chứ. Nè, nói cho biết nha, trong nhà này á, từ ngõ trước tới ngõ sau, ngõ ngách nào gì cũng biết hết trơn á. Hôm bữa đụng mặt nhau một lần ở trên phòng anh báo á, nhớ không? Trời, bữa đó cực lắm nha. Chị phải đu dây về bằng cửa sau á. Có gì lạ đâu. Nhớ lại đi. Tôi không có nhớ gì hết á. Tôi già rồi. Thôi rút lại nè. Cô ngồi yên ở đây chờ thằng báo nó về. Sao ngồi yên được? Cá lóc mua về nấu canh chua rồi. Để lâu nó ương sặc. Chuyện cá mắm tôi không có biết. Phiền cô cứ ngồi đây chờ. Nếu không á, bấm điện thoại gọi thằng báo về đi. Được rồi, gọi thì gọi. Dơ, các cậu ra chỗ khác chơi. Ở đây là cái trung bao người sao? Đưa cho người á, cho mượn anh. Trả lại cái rửa cho ông già đi. À, cái rửa bén quá, chụp chỗ khác đi. Trả rửa cho ông đi mày. Rửa bén, chém chết mẹ còn gì mày. Gì? Ê ông già, có thấy mấy cái bể thỏ tôi đâu không? Không, tôi không thấy gì hết trơn á. Tôi xong đấy hả? Lãnh địa này của tụi tôi nha. Ngày nào mà không vô đây bắt họ, ông phá rồi chứ gì. Ông lớn gan nha. Tôi nói không thấy là không thấy mà. Ờ đúng không? Đúng cái đầu rồi má. Ông nghe ông quá hả? Ai cho phép ông vô đây làm việc hả? Dạ ông chủ mới của miền đất này mà. Tôi chỉ là người làm công thôi. Tôi không biết gì ta. À, ta tàu đi ra chỗ khác cho tôi làm chứ. À, Ông ơi. Uống ly rượu cho tỉnh người đi ba. Mày xưng hùng xưng bá ở xứ này, vậy chứ mày đã tìm ra ai tự nhiên xông vô đất mình đánh người đổ máu chưa? Ba làm như tôi là mafia không bằng á. Ủa, mà sao giấu tiền tôi á? Mua miếng đất ở trong chỗ núi Quan Du vậy trời? Không xảy ra vụ ông già cơ sao bị lỗ máu đầu, chắc còn lâu ba mới cho tôi hay á. Tính làm thiên đường mới hả ba? Tao dám chắc mấy đứa đánh ông già để trả thù mày đó. Mày lo rà lại mấy cái mối quan hệ của mày đi. Có ngày thiên hạ bổ vô bầm mày cho cá ăn á. Gây thù chuốc quán nhiều vô con. Ngộ vậy? Từ chuyện du dơ bắt sang chưa rủi con cái vậy trời. Ý là ba muốn nói gì nói hả?
đụng tới ông già cờ sao rồi chứ gì. Ai bị ông phá bẫy thỏ của tụi nó, tụi nó quấn ông là đúng rồi. Lôi tôi vô ngọt sớt vậy. Muốn đánh người là dựng cớ rồi đánh hả mày? Đất có chủ cho bộ đất quan sao vô bẫy thỏ? Mà ba mua đất của ai? Mua đất sao không hỏi thằng này? Ai chỉ ông vô chỗ núi đó mua vậy? Coi chừng còn cọp rằng đó. Tao thích vô chỗ vắng vẻ quan sơ, tao mua bằng tiền của tao, liên quan gì tới mày? Biết rồi. Mà ba mua đất của ai? Của bà Lan. Ừ, bà Lan. Bà Lan nào ta? Mày hỏi làm gì chuyện đó? Thì ba kêu tôi điều tra coi đám nào quýnh ông già cờ sao. Biết đâu là người của bà Lan đó. Ba mua nhầm đất tranh chấp rồi đó. Mua bán và công chứng đàng hoàng, hợp pháp, có luật sư làm chứng nữa mà. Luật sư nào? Ông đừng nói với tôi là thằng cháu hờ của ông già cờ sao nghe. Ừ, cậu Y Thanh đó. Mẹ nó, chuyện gì cũng đụng tới thằng đó hết vậy. Dạ, tôi đi thăm bố tôi. Bố tôi đâu rồi? Ông già cờ sao đang nằm trên phòng nghỉ. Bác sĩ cho trị ngoại trú, không có sao đâu. Cờ núi cứ lên thăm ông già đi. Dạ, có cháu gái, nó đang ngồi trước cửa. Có cho nó vô không? Đứa nào? Hờ mày. Hả? Hu. Hello cưng. Đi thăm ông ngoại hả? Ừ. Hey, ta nói cái số ông già ông cực thiệt á, tai bay vạ gió không à. Bị bể đầu á, mai mấy mũi luôn. Nhưng mà chụp CT xong rồi, không có sao đâu. Hey, chắc là hồi mai phải ở lại lo cho ông ngoại đó. Chứ nhà này ít người lắm. Ông làm phước cho cậu cờ núi nghỉ việc mấy ngày về đây để chăm ông ngoại tôi. Ê, đi. Giỡn hoài cưng. Mới cho thằng Ti nghỉ việc, thiếu người lắm. Cờ núi phải phụ thằng Te chứ. Mà ta nói cái việc này á, xảy ra ngoài ý muốn của anh. Ai biểu ông ngoại em hả? Đi nghe lời ba anh, đi khai quan làm trang trại làm gì? Ở nhà quét sân pha trà không sướng hơn sao? Hay á, ông cho ông ngoại tôi về trong buôn mấy ngày có được không? Hey, sao mà được. Phải đi khám bác sĩ mỗi ngày chứ. Với lại vô buôn xa xôi, thiếu phương tiện, hiểu chưa? Ừ, ông cho tôi vô thăm ngoại tôi chút nha. Cậu, cậu ơi, cậu. Ê, ê. Tụi nào quýnh ông già vậy ta? Mà tại sao quýnh ông già? Tại cái bẫy thỏ hả? Thôi. Miễn sao có cớ, lôi con hờ mai về đây là được rồi. Anh Y Thanh. Chào cô Ly. Tôi tưởng là anh không tới chứ. Ngồi xuống đi. Tới chứ. Tại tôi có công chuyện phải ra ngoài này luôn. Mà cô Ly tìm tôi có chuyện gì không? Anh uống cà phê nha. Cũng được. Cho một ly cà phê. Còn đây là hình của bộ sưu tập mẹ em với anh cất công làm đó. Dưới sự thể hiện của hai người mẫu rất là độc chiêu. Em đưa anh coi trước khi em về Sài Gòn. Đẹp mê hồn chưa? Đẹp trong veo luôn á. Anh coi đi. Tại sao lại là chị em nhà Hermes mà không phải là người nào khác? Hay là cô Ly làm mẫu cho mình cũng được vậy? Thôi đi, em cũng nào khó tính à. Chỉ là chụp hình thôi mà, chứ có ăn cá thịt gì Hermes của anh đâu. Sao? Đem quảng bá hình ảnh được không? Cô Ly biết rồi. Mắc bí tôi làm chi nữa. Mà có chuyện gì nữa không? Tôi đi trước nha. Ủa, sao đi gấp vậy? Gấp chứ. Ông ngoại của Hermes bị thương. Tôi nóng trong bụng lắm rồi. Bây giờ vô thăm ông đây. Tôi đi trước nha. Y Thanh. Hả?
cho tôi đi chung với. Tôi nghe nhắc tới ngoại của Hơ Mai nhiều mà tôi chưa có gặp. Nhưng mà thực sự ra là muốn rủ Y Thanh về Sài Gòn để giám sát việc sử dụng hình ảnh. Nhưng bây giờ nghe ngoại Hơ Mai bị như vậy, tôi cũng không dám rủ nữa. Thôi vậy nè, bây giờ Y Thanh chở tôi qua thăm ông ngoại Hơ Mai, xong rồi Y Thanh chở tôi ra bến xe luôn ha. Đi luôn bây giờ hả? Hả? Đi. Tự nhiên khi không ra đứng kênh người ta vậy trời. Ông coi sao á, đổ máu tưởng chết, tao hết hồn hết vía. Còn mày á thì vui quá ha. Nè, ý đồ gì á thằng kia? Ba thấy con nhỏ đó được không? Tưởng gì, mày đuổi cái thằng quỷ ti đi, để mày rước cái con nhỏ nhện nhện nó vô nhà. Tao á muốn chết dứt cho con nhỏ áo đỏ đó luôn á. Trời ơi, ai hỏi con Diễm, con đó tóc kê hơi mà. Hỏi là hỏi á, con nhỏ đang ở trong nhà kìa. Hờ Mây á, cháu không cờ sao đó. Nè, con người ta có nơi có chốn rồi nha. Mày ráng á, mày đi lựa đứa nào y như vậy đó, để mà nương nhờ tấm thân, để có đứa cầm cương mà lo cho mày chứ. Bà nói hay quá ha, dễ kiếm quá ha. Mà sao kỳ vậy ta, hai cha con gì không hiểu nhau. Khó tâm sự quá. Tao đi guốc trong bụng của mày á, chứ không hiểu mày. Con của em đó, hỏi con họ có chịu gả không. Tao bưng trầu cao vàng rồng á, đi rước về cho mày tức thì á. Thôi, thấy sao? Lạc đề rồi ngoại ơi. Ê, thằng này hốn quá mày. Phải nói vậy á, để bịt miệng mày lại chứ. Buôn gian bán lận, chưa chán hay sao, mà bây giờ muốn cướp tình của người ta nữa. Ăn cướp đó, ăn cướp rồi sao? Mạnh thắng, yếu thua mà. Thằng quỷ, mày. Hờ mây, đừng có về mà, ở lại đây chơi một chút đi. Thôi mà ông báo, đừng có chọc tôi nữa. Lúc nào Hờ Mây cũng nghĩ tôi thiệt xấu. Đâu có đâu, con người cũng có khi tốt khi xấu mà. Cảm ơn nghe. Chuyện của ông già cờ sao á, không phải lỗi tại tôi đâu. Đừng nghe mấy người đổ thừa quan mạng. Tôi cảm ơn cha con ông còn không hết. Với người làm công như vậy là tốt lắm rồi. Cảm ơn xui tôi sao? Đi ăn tối với tôi một lần thử coi. Người ta cũng đàng hoàng, ga lăng lắm chứ bộ. Ha, đi ha, tôi lấy xe nha. Thôi không đi được đâu, chiều rồi. Ông báo cho phép tôi về nha, cảm ơn ạ. Hả mày? Ông báo buông ra. Cô Ly à, hôm nay à, ông ngoại có nặng không em? Hai. Xin chào. Hôm nay tới đây với ai vậy? Cậu Cờ Núi. Nè, ông giới thiệu ba tôi mua nhầm đất tranh chấp hay sao? Mà tụi bảy thỏ rừng á, xúm lại mần thịt ông già cờ sao? Báo hại cha con tôi sợ sám hồn luôn vậy đó. Đừng nói tao bậy. Ông ngoại có sao không hả mày? Ông báo, ông cho anh Y Thanh vô thăm ngoại tôi chút nha. Không, đây không phải là nhà thương, mà ông già cờ sao còn khỏe đe mà. Thăm non cái gì, ruột thịt cháu con gì mà thăm, biến hết đi. Nhà của họ mà, mình phải chịu thua thôi. Y Thanh mới tới hả? Vô nhà chơi đi. Ông già cờ sao ổn rồi, cậu vô nhà chơi đi. Ổng mà thấy cậu tới, ổng mừng lắm đó. Dạ. Sao không mở cửa mời cậu Y Thanh vô chơi? Con chào bác ạ. Hình như bác mua đất của dì Lan con phải không? Chà, bà là con đứa cháu gái dễ thương quá. Dạ. Đúng là trái đất quy trọt. Cháu cũng quen với Y Thanh nữa hả? Dạ, anh Y Thanh giúp con nhiều việc lắm bác. Con vừa hoàn thành xong bộ sưu tập thời trang, độc đáo lắm bác. Con tính đem về Sài Gòn dự thi. Có chị em Hờ Mây làm người mẫu cho con nữa đó bác. Dạ. Vậy hả? Vô dạ. Nhà con. Vô cậu. Dạ bác cứ vô trước đi, con vô liền. Hờ Mây à, chờ anh một chút nha. Thôi em về, anh đi xe máy em đi xe đạp. Trời cũng sắp tối rồi, mà buôn còn xa lắm. Anh đã nói rồi, chờ một chút rồi về. Ở lại đi gặp ông báo hả? Em không chờ đâu, em về đây. Hờ Mây à.
gì buồn không? Nói thẳng ra đi, đừng để trong bụng nữa. Cô Ly đó cứ đòi đi thăm ông ngoại. Cổ về Sài Gòn rồi, cổ mang mấy tấm hình của hai chị em đi dự thi gì đó. Anh đã rủ ông về nhà nằm nghỉ, rồi mỗi ngày anh tới cho ông đi khám. Mà ông nói mất công, nói nằm ở đó cho khỏe. Ông Bảo gặp Hà Mây có lịch sự không? Thôi em về đây. Nè, giận hả? Giận chuyện gì? Cứ nói thẳng ruột ra đi, đừng để trong bụng nữa. Đâu có giận gì đâu mà, chỉ là xót ruột thôi. Sao có đứa ác vậy? Trẻ trai mà xúm lại đánh một ông già nghèo làm mướn. Chắc bọn họ có thù hằn gì với cho con nhà ông Báo đó. Em đã quên rồi sao? Báo thường xuyên sai người vô buôn đòi nợ, quậy phá tùm lum hết. Kiểu cách đó không có thù mới là lạ. Ông ngoại của mình hứng hết luôn. Họ cũng có muốn vậy đâu. Nói như vậy Hờ Mây binh vực cho. Cái bụng nghĩ sao thì cái miệng nói vậy. Ông ngoại cũng nói vậy á. Thôi để em về, kẻ bố mẹ mong ở nhà kìa. Tối nay cho anh vô nhà ăn chè nha. Hờ Von khoe là nấu chè bắp ngon lắm. Ai dám không cho anh vô. Ồ, bạn già Ông ba cô khỏe không? Ô bà Kim, khoa, ngồi xuống đây. Tìm ra được nhà này hay đó. Bà Kim, hả? Lấy nước ra, mời rồi, ông rồi, bà có uống ngay. Đi. Trời nắng lắm. Tới ngày. Trời nắng lắm đó. Ông uống miếng nước cho mát. Cảm ơn chị. Đã quá. Chà, hai ông bà già quá vậy ta. Cái cục đất này không có tiền đâu rồi nha. Của ông cầu sao đó. Dạo này người ta lên đời rồi nha. Bà nói sai rồi. Tôi cũng như ba, làm mướn ăn công. Nói trời mà đến tay ông chú làm phiền lắm đó. Ông ca sao nè, vậy mà tôi tưởng ông đã trúng số độc đắc chứ. Hồi đó ước mơ có cục đất để chọi chim cũng không có. Bây giờ có miếng đất này cũng rộng lớn bạc ngàn rồi nha. Ông tha hồ mà đổ mồ hôi công sức của mình để mà thỏa lòng sung sướng à nha. Tôi có mua vé số đâu mà trúng. Mình làm mương gặp ông chủ tốt là sướng rồi. Ăn cơm nghe. Chiều nghỉ đi rồi hả nhậu? Mọi người vừa mới ăn xong bữa. Thức ăn cho buổi chiều chứ không phải đồ thừa đâu à nha. Ăn tô nghe, tôi bới cho. Chị bới đi tôi ăn. Chà, đi đâu cũng có đôi có cặp ha. Dẹp gánh bún riêu, vô đây làm đầu bếp, vậy là sướng rồi. Hai người hạnh phúc ghê á. Nói gì mà kỳ cục vậy. Chút ăn xong mệt vô làng mà nằm. Tôi tính là về quê luôn, nhưng mà thấy nó buồn buồn ở trong lòng sao đông mà. Con cháu nó thấy mình nghèo, nó coi không ra gì hết trơn á. Ghé nó để ăn bữa cơm rất là khó. Huống hồ chi ba cái chuyện mà ăn nhờ ở đậu. Ông sống ngoài phố quen rồi. Bây giờ vào trong này làm á thì có chịu đựng được không? Cái gì quen với không quen. Lượm bịch ni lông á cũng chưa thấy mồ luôn. Tối ngày cứ đi lủi lủi cái mặt vô mấy cái thùng rác không à. Nói nào ngay, cũng tại không có vốn, không biết chữ, không có nghề ngỗng gì hết á, mới đi làm cái nghề đó. Thôi, cứ ở đây chơi,
Gặp ông chủ, tôi sẽ xin việc cho. Đất này mới xây dựng trang trại, nên rất có nhiều việc để làm. Ông muốn làm nông hay là làm thờ làm nhà? Họ đang làm nhà ở ngoài kia kia kìa. À, tôi... Dạ thì ăn tô cơm này đi. Cảm ơn chị. Chào mọi người. Dạ, chào ông chú. Anh ba, chào ông chú đi. Chào ông chủ. Thưa với ông chú, đây là anh ba, bạn thân của tôi ở trên phố. Anh làm nghề lượm bịch ni lông, cũng giống như bà Kim đây, không có con cháu, nhà cửa gì cả. Bây giờ anh vô đây muốn cùng xin làm việc với tôi, xin ông chú giúp đỡ ha. Kỳ này á, tôi thấy ông ăn nói lưu loát á, hèn gì mà đất mới á, thiếu gì việc làm, nhưng mà đồng lương tôi trả thấp hơn người khác á nha. Dạ. Ông coi sao cũng vậy đó, tôi trả thấp hơn thằng Báo nha. Bây giờ trang trại mình chưa có quê lợi, mình khổ cùng nhau chịu khổ một thời, rồi sau đó mình thu qua lợi nè, cà phê, bắp, cá, nước, gà, qué, tôi sẽ chia cho. Chừng đó tôi sẽ phân công thoáng cho mọi người làm. Ông già rừng thấy sao? Ông hỏi tôi hả? Mấy đứa làm ở đây đặt tên mới cho ông, không thèm ở buôn làm già làng thì vô đây làm già rừng, đúng không? Thôi ngồi đi mọi người. Dạ. À, vậy là tôi được vô đây làm hả ông chủ? Tôi chính thức nhận anh ba vô đây làm. Dạ. Vậy là mừng quá, vui quá ha ông. Dạ, cảm ơn ông chủ. Cảm ơn ông chủ. Trời ơi, mày làm hết hồn hết vía. Trăng thanh gió mát, ngủ êm quá ta. Ba đang thiêu thiêu ngủ mà mày đâu đây? Đi đình ông chứ đi đâu. Ê, mày đừng hỗn rồi mày. Tao hỏi mày đi đâu mà sao mày cứ ba lơn mà trả lời lung tung hết là sao? Ba, má con mới gọi điện về hỏi thăm ba đó. Con hả khai với bà rồi, ba hả không thèm về Mỹ nữa mà ở luôn ở đây, mua đất lập trang trại cà phê, cưới vợ dưỡng già. Rồi bà nói sao? Thì bà cứng họng chứ nói gì nữa. Hai người buông nhau bất hợp pháp 20 năm, hợp pháp 10 năm, tôi hả hơn 30 rồi, xưa quá xưa mà sao hả bà ghen thấy ớn luôn vậy đó. Ba, coi thì ba nghe, bà với bà Lan có ý đồ hả? Nè, đừng có nói bậy người ta cười nghe. Chuyện người lớn không có được xí vô. Mày lo cái thân mày đi. Ba, thằng Xuân gả, đệ tử còn nói á, bà Lan á còn nguyên sĩ à, bà chưa có ai khui hàng hết, chưa có bầu luôn. Hồi nhỏ bà theo dòng nữ tu kính cổng cao tường, bà trúng độc đắc rồi. Nói vậy nè, cái thằng Xuân gà Xuân dịch gì đó, cái thứ ranh con như mày á, biết cái gì mà đồn thổi lung tung hết à? Mày để người ta sống với nhà báo, đồn bậy đồn bạ đội quần nghe con. Tao với bà Lan chỗ mới hùng hạp làm ăn thôi, mày phá cho banh chành đi. Ba làm như tôi ngu lắm vậy đó. Ê ba, quên, sorry ba. Ba biết tụi nào đánh ông cờ sao không? Tôi điều tra được rồi đó. Ủa, tụi nào? Nó đánh mày không được rồi nó đánh ông già cờ sao để dằn mặt chứ gì? Ba đúng là thông minh. Tụi thằng thân, thằng Tây bị đuổi việc, cây cú làm bậy, chứ tụi địa phương đi bẫy thỏ, làm gì đeo khẩu trang, đồ mua bảo hiểm kín mít vậy? Tiếc là việc qua rồi, mình không bắt được quả tang. Bỏ đi, sống lại cho đàng hoàng nghe không? Đám đệ tử của mày á toàn là con hùng cắt đảng không à. Có ngày mày chạy mất dép với tụi nó đó. Mua bán cho đàng hoàng lại, tuyển người vô làm việc cho kỹ lưỡng nghe không? Ba hả, nó hay quá ha. Nhìn vô đám nhân công của ba, ai tin là ba mua đất lập trang trại? Toàn là già sụm bà nụ, sức mẻ cà thọ hết trơn. Rồi hỏi luôn, mà ủa ba xí ông già cờ sao của tôi hả? Tại mày chê ông quá già mà. Mà rõ ràng ông ở đây hạp hơn. Ông ở trong nhà của mày á giống như là chim nhốt trong lòng vậy đó, tội nghiệp ông chứ. Ở đây á làm nặng dãi nắng dầm mưa mà ông lại vui vẻ. Ba tội nghiệp ông á, sao không biết tội nghiệp tôi? Mắc gì tội nghiệp mày? Tôi giữ chân ông á là để con cháu gái của ông ló mặt ra để cho tôi dê. Ba là đàn ông mà tại sao ba lại vô cảm với ước muốn của con trai đích tôn ba quá vậy? Cái thằng kia, mày dẹp ngay ý đồ đen tối trong đầu mày đi nghe. Con gái người ta có nơi có chỗ rồi, mày nhào vô phá đám hả? Cái đồ ác nhân thất đức à.
Mày đâu có thiếu gì gái. Thôi mày đi khỏi mắt tao đi. Ba đuổi tôi đi để khỏi có đoạn kết hả? Hồi nãy giờ tôi nói chuyện với ba chưa có đoạn kết nghe. Mày muốn kết chuyện gì? Ông á, về nói với ông cờ sao á, gả con hờ mây cho tôi nếu muốn làm việc ở đây. Còn không á, tôi vô cào nhà hất đám cờ the được cái ra đường ăn xin hết. Tôi mày, mày ác lắm chứ không có vừa đâu. Trời đất ơi, mày đứng lại, mày chết mày. Anh làm cái gì vậy? Vô cướp xe tôi. Bây giờ chân tôi đang bị thương, cho bừng ngồi đợi chút đi. Thôi mệt quá. Anh cơ nuôi. Gì? Anh chạy đi đâu mà thở như mổ trâu vậy? Mẹ con còn hình hình, nó giữ còn hơn con ngựa. Nó rượt tao chạy còn hơn là tao bị gặp ma rừng nữa. Sao hôm nay nó lại rượt anh? Nó thiếu nợ dai như đĩa. Ông chủ báo kêu tao vô đòi nó, vậy mà nó không thèm trả, còn xúm cả nhà rượt tao. Mình cũng đã từng bị tụi nó vô pha nhà đòi nợ, sao mau quên vậy? Ai có biểu đi làm điều ác thì đừng có làm. Rồi đây, người ở trong buông ghét mình khó lòng. Mày nói nghe hay quá, chủ sai mà dám cãi à? Thiếu nợ thì bị đòi, cũng như cây mưa cây nắng thôi. Nhà mình cũng kéo cả nhà ra ngoài đó để làm mượn trừ nợ đó. Giật của ông chủ báo mà được à? Anh nói nghe lọt lâu tai đó. Thiếu nợ người ta thì phải lo trả thôi. Nói theo cơm theo rượu. Dâu nè, sức đi. À, cảm ơn nghe, còn nhiều quá. Sức cái này nè. Hả? Sức cái này á? Ừ. Thôi, tao không sức đâu. Cái này sức một cái này rạc lắm. Để tao ra ngoài cửa hàng, có nhiều loại thuốc hay hơn nhiều. Nghe. Không sức trả đây. Chứ không phải cho à? Không. Cái thè, con hồi mấy đâu? Nó đi qua nhà hơi lung cây cơm rồi. Hai chị em nó rủ nhau đi luôn. À. Hỏi nó chi? À, có đôi bông tai vàng thiệt đó, cho nó. Ồ, cậu cần nuôi thiên bồ đó, biết mua vàng cho cháu đeo. Mà sao mua có một hộp thôi? Tụi nó mất công nhường qua nhường lại, còn hơ may hơ vôn đó. Mày nói tao nghe tức cười quá. Tiền đâu mà tao mua cho nó? Vợ con tao bên nhà cái máy đẹp còn chưa có mà bận. Của ông chủ bao đó. Trời đất ơi, trả lại cho người ta. Trả mau. Không có trả được. Trả, đi trả, mau. Chào cán bộ. Dạ. Dạ. Chào cán bộ. Con cháu trong nhà không à? Đừng có gọi như vậy, con buồn trong bụng lắm bố ơi. Kệ. Hôm nay ông vui như ngày hội, nói cho vui mà. Hôm nay cũng sắp về rồi, hai chị em nó cái cơm ở trên sớm trên đó. Ông ngoài cô gọi trà ngon, uống nhây thanh. Dạ, để con ẩm bố lên nha. Dạ, con mời bố. Ông uống đi. Y Thanh uống đi. Hôm nay giận con rồi. Tại sao? Nếu giận thì hai đứa cuối năm nay cưới nhau là hết giận. Dạ, cuối năm cưới nha dì. Đúng rồi, cuối năm. Rồi Y Thanh vô đây ở rể luôn ha. Đúng vậy rồi, con phải hỏi. Nhưng cái nhà này con nợ ông. Ông bao mà. Phải lo trả nợ trước rồi mới cưới mà. Ở gần đây có khách sạn yên tĩnh mà sạch sẽ lắm. Hay là con qua ở bên đó để tiện cơm nước với dì, chịu không? Ở bên đó mà qua đây ăn cơm hả dì? Dì ưu ái cho con quá. Nhưng con sợ Ly sẽ cự con. Hai đứa con làm như là mặt trăng với mặt trời vậy. Còn Ly nó vừa đi Sài Gòn mấy ngày nay thì con lại lên đây kéo căng ngỗng hết. Có giáp mặt nhau được đâu. Dạ, con sẽ chờ. Mà Ly có trở về đây không gì? Về.
Nó mới làm xong bộ sưu tập thổ cẩm, rồi nhờ mấy cô gái trong buôn mặc chụp hình, đem cái bộ hình đó đi Sài Gòn rồi. Đi vài bữa thôi mà. Mà dạo này con làm gì? Dạ, vẫn còn dễ dời. Thôi ráng đi con. Nhất nghệ tinh nhất thân dinh mà. Khó dinh lắm dì ơi. Dễ thì nhiều mà không bán được bức nào hết. Sao mà dinh được? Ly chê con là phải rồi. Nó không có chê con nghèo. Coi lại vấn đề đi. Đứa nào cũng lớn bộn rồi, lung tung lang tang hoài sao? Ở trên đây có chút vốn liếng, biết làm ăn là sống được. Nhiều khi nghề tay trái nuôi nghề tay phải, cốt lõi là cách sống của tụi con. Gì? Ly, có cùng lên thăm con nè. Ly, lớn rồi, như con nít vậy. Cùng nó vượt đường xa lên đây thăm con. Có cái gì thì hai đứa cứ nói chuyện với nhau. Thôi, để dì vô, dì nhờ chị Sen nấu món gì cho hai đứa ăn nha. Ly. Anh còn giác mặt lên đây làm cái gì nữa? Dạ chú muốn mua gì ạ? À, cháu ơi, coi cái áo nào mà cái kiểu dài dài chút không? Dạ đây chú. Anh yêu. Hả? Cứ hà. Biết ai không? Em nè. Ủa? Hôm nay đi shopping hả? Đi mua sắm sao không nói em? Để em lựa cho. Em nha, có cái mắt thẩm mỹ lắm á. Em mà lựa áo cho anh mặc á, đảm bảo anh mặc vô thì mấy cô gái đẹp cỡ em xếp hàng dài đòi làm bồ nhí của anh á. Cảm ơn cô, tôi không cần đâu. Tôi muốn mua áo tặng cho một người đàn ông. Hả? Tặng cho bạn trai hả? Trời ơi, tới ghê quá à. Trời ơi, anh làm thất vọng não nề luôn á. Ghét anh ghê vậy đó. Anh có biết mấy lâu nay em thương tầm anh không? Vậy mà không nói cho người ta biết sớm, bắt đền anh á. Tôi làm gì có bắt đền tôi? Cô nói gì tôi không có hiểu. Thôi đi, anh đừng giả nai nữa. Anh á, cứ sống thật với bản thân mình đi nha chưa. Giấu giếm làm gì. Có gì cứ tâm sự với em đi. Em sẽ nghe hết tâm sự của anh mà. Em luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu. Anh, em có cái ý vậy nha. Bây giờ mình tìm quán cà phê nào đó mình uống, rồi tâm sự chuyện đời tư của anh luôn. Thấy thương quá, anh bị vậy lâu chưa? Cô khùng hả? Sao mà tôi gặp cô không có lúc nào cô tỉnh hết vậy? Anh, em đang tỉnh mà. Đáng thương ghê vậy đó. Già mà còn bóng hả trời. Dạ. Em đi đâu cho anh chở nha. Anh biết tội rồi mà. Xin em đó, tha cho anh một lần này thôi. Không có lần nữa đâu. Anh tha cho tôi đi. Thôi mà. Anh kỳ ghê á, anh muốn gì? Muốn quê. Còn lâu á, anh quên đi. Tôi đã quên hết rồi. Anh á, cũng ráng mà quên luôn đi. 4 năm, bao nhiêu gắn bó, quên được sao? Sao không? Quy ước ban đầu á, chỉ sống thử 1 năm. Tôi đã ép sát cho anh 4 năm, giờ thì xong rồi. Anh để cho tôi sống thật với tôi đi. Anh không cam. Kệ anh chứ. Không kệ được đâu. Anh không bao giờ để mất em. Quen hơi rồi Lý ơi. Tôi chưa thấy ai mà trai mặt như anh vậy. Ừ thì trai. Đẹp trai không bằng trai mặt mà. Hôm bữa trước mẹ hỏi sao không thấy em về thăm. Mẹ mất rồi đó Ly. Cái nghèo nhiều khi làm cho người ta mù đi. Anh có lỗi với em. Anh không dám biện minh gì, vì mẹ bệnh nhiều năm quá. Anh có một mình, không có cha. Rồi lạc hướng khi cố xoay ra tiền để mua thuốc. Sao anh không nói với tôi chuyện đó? Anh tự ái rồi không nhận tiền của tôi chứ gì?
nhưng sẵn lòng mồi chài mấy bà nại dòng, thác loạn cho đã rồi đổ thừa mẹ bệnh. Anh làm tôi thấy gớm quá, tình yêu trong lòng tôi bây giờ đã chết rồi. Ly, mẹ thằng Bảo đó, nó tưởng đâu nó là ông trăm xứ này hả? Lừa thế lóc ao nó đi, tao cũng cay nó nhiều vụ rồi. Mày nghĩ mình hết thời sao mà tôn vinh một thằng điên làm đại ca? Nó mà trở quẻ một cái là mình trở tay không kịp. Mày về nói với thằng Tè á, nghỉ việc cho đó luôn đi, cho nó hết người sai vặt. Nó sợ tụi mình như là dắt một miếng chanh vậy đó. Thằng Tè á, mà nó nghe lời tao là trời sập á. Mình cứ để nó làm tay trong trong nhà Báo đi, vậy mới sướng chứ. Nó mà có gan tao cột sức móng. Ê, gì? Chị em hôm nay đi đâu kìa? Nói đi đâu kệ nó chứ, hơi đâu mà để ý tới hai quỷ cái đó. Lo cái chuyện thằng Trả Báo chơi khăm mình nè. Chưa bao giờ mà tao kẹt tiền như vậy. Thời buổi này kiếm việc làm chỗ khác khó lè lưỡi luôn á. Coi bộ thằng Báo năm nay con nhỏ khát nắng hôi gió trong buôn này rồi. Nó đuổi tao chỉ vì ghen, vậy mà tao nghĩ không ra. Mày đừng có nói tao là mày cặp bồ với nhỏ chảnh đó nha. Cặp bồ cái gì? Quên cái chuyện hôm bữa tao đè nó hả? Bữa đó mà không có thằng Te hả, là chết nó với tao rồi. Tức cành không mà. Nó kể cho thằng Báo nghe, đuổi tao không một chút thương tiếc. Mày thấy dễ quê không? Còn mày á, mày chơi chung với tao, bây giờ cũng chung xuồng luôn. Mày không biết hận đồ bàn hả mày? Hận sao hận? Ủa, hai con quỷ này đi đâu vậy ta? Nè nè nè, mày đừng có nói tao. Mày đi theo hai con quỷ đó mày hửi nắng nha. Tao biết rồi. Đi vô chỗ thằng cha luật sư hôm bữa chứ gì. À, tao có cách chơi thằng Báo rồi. Hả? Cách gì? Tìm cách hạ thằng Y Thanh cho tao. Mày vô duyên vừa phải thôi. Hồn cha Báo, tự nhiên mày đi hạ cô đen làm gì? Nó có liên quan trong chuyện này không? Mày ngu lắm, ngu mà còn lá lớn nữa. Mày không nhớ cái vụ hôm bữa đánh nhà làng mà bây giờ công an làm rùm beng hả? Bây giờ mà đụng vô những người mà có tiền làm trang trại lớn như vậy á, là công an nó sẽ nhúng tay vô, mày hiểu không? Mình phải chơi cao cơ hơn cho tụi nó lần không ra. Bụp thằng Y Thanh, để cho thiên hạ nghĩ rằng thằng Báo đánh thằng Y Thanh chỉ vì giành gái. Ý tao là vậy đó, mày hiểu chưa? Hay quá. Vậy là mày chơi trò chơi ném đá giấu tay đúng không? Thấy mày khôn lên được chút xíu rồi đó. Nhưng mà mày ném và giấu khéo khéo nha. Thưởng mày nè, chúc mừng. Mùa sớm yên lành, một người lính rời xa quê nhà, mang theo đôi vòng tay cầu hôn. Tỏa sáng dịu dàng một khúc tình ca, đợi chờ theo anh trên những con đường xa, du anh trong những đêm vời xa, vời xa. Anh xa cao nguyên đầy gió, nơi đây ra đi bao nhiêu chàng trai. Một sớm ngồi hát bên ánh lửa rừng, bâng khuâng trên tay chiếc vòng cầu, anh mang cho em mối tình đầu tiên. Các bộ kim tôi hát hay quá. Sao cậu không về nhà hát cho vợ nghe? Ở nhà làm gì có cái đàn này mà hát cho đâu nghe. Với lại cái bài này á, cậu Te mới chép cho tôi đang học đó, chưa thuộc lời mà. Nghe đã không? Hôm đó cậu vô nhà Hờ Ninh đập bể cái nồi cơm điện của họ, phải không? Nói sai rồi. Tôi có vô, nhưng mà tôi không có làm bể nồi cơm điện. Tôi nó rượt tôi chạy trượt chân Te trúng cái nồi, bể cái nắp thôi, chứ cái nồi còn nguyên mà. Bể cái nắp thì cái nồi cũng bỏ luôn, hết nấu cơm được. Cậu đó, đừng có gây hấn, đòi nợ vậy nữa.
ông ngoại ca sao biết được, la cho đó. Biết rồi, mà cậu thấy con em tôi đó, nó chửi tôi rồi, la tôi rồi. Bây giờ cậu đừng có la tôi nữa, nghe không được đâu, ồn cái tai lắm. Cháu làm sao dám la cậu, đến đây báo tin cho cậu biết, đã có tiền xóa đói giảm nghèo cho hộ cậu rồi, ngày mai lên ủy ban mà lấy. Có tiền rồi mua con bò đi, đợi nó đẻ kiếm lời. Không, không mua bò đâu. Ai chăn nó, ai giữ nó, tôi đi làm xã túc ngoài này. Vợ nó theo cà the, có tiền công nhật ăn cơm rồi. Mượn tiền á, mua cái xe máy, đi ra đi vô tuyệt lời hơn. Cán bộ cho không? Tiêu chuẩn có nhiêu đó, tùy cậu tính toán. Thôi cô đi nha, chào cậu. Ngày mai nhớ ghé ủy ban nha. Nhớ rồi. Cán bộ đi vui vẻ ha.